Thường là bác sĩ có thể chia sẻ về tình hình điều trị bệnh nhân tại trung tâm hô hấp trong thời gian này ra sao ạ? Và các bệnh đường hô hấp phổ biến khiến các bệnh nhân phải nhập viện thì chủ yếu là các căn bệnh nào? Các bác sĩ có gặp khó khăn gì khi mà điều trị cho bệnh nhân trong giai đoạn hiện nay ạ? Một Đều câu là những hỏi câu về hỏi rất rất thời là sự. tổng Đó. hợp và thời sự đúng không ạ? Cũng là cái nỗi quan tâm của cộng đồng trong cái giai đoạn mà chúng ta đang phải gồng mình lên để chiến đấu với đại dịch Covid-19. Thì thực ra là trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì thường xuyên là tiếp nhận những cái bệnh nhân mà có mắc các bệnh lý của đường hô hấp, và đặc biệt là trong cái nhóm mà bệnh lý mãn tính, ví dụ như là hen phế quản, CVD rồi giãn phế quản. Chúng tôi cũng có cái nhiệm vụ đấy là chẩn đoán những cái bệnh lý ác tính, ví dụ như là ung thư phổi. Thì với cái thời điểm hiện tại thì trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì vẫn tiếp nhận để điều trị những cái nhóm bệnh này. Tuy nhiên thì bây giờ thì như phần đầu chúng ta đã chia sẻ đấy là với cái tâm lý là sợ đến bệnh viện, và sợ là có nguy cơ mà bị lây nhiễm ở trong bệnh viện, thì cũng có rất nhiều những cái bệnh nhân của chúng tôi cũng đã có những cái triệu chứng mà đáng nhẽ là nếu mà ngoài vụ dịch này thì đã phải đến viện để điều trị, nhưng mà cái tâm lý là sợ mắc bệnh, và cũng có đã một số bệnh nhân là đã đến là ở cái giai đoạn, tức là đến ở cái thời điểm mà bị bệnh nặng rồi, thì những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất là tiếc, và cũng thấy rằng là mọi người phải nhận thức đúng chứ mình đừng có sợ quá. Vì bệnh viện Mai chắc là cách đây mấy hôm thì cũng đã được Bộ Y tế đến để đánh giá và cũng đã xác định rằng là bệnh viện Mai thì đảm bảo cái tiêu chí an toàn người bệnh. Thế và bệnh nhân khi mà bệnh nhân đến thì như đầu tiên MC cũng chia sẻ đấy là cũng đã được phân luồng bệnh nhân, và đặc biệt là các đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện Mai thì cũng rất là thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo cái an toàn cho bệnh nhân. Cho nên là bệnh nhân cũng đừng vì sợ quá mà mình gọi là cố kéo dài cái thời gian mà đến để được chẩn đoán điều trị sớm, và đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân mà bị bệnh mãn tính thì đến sớm, chứ không thì đến ở cái giai đoạn muộn thì cũng rất là khó khăn trong điều trị. Vâng, xin được hỏi bác sĩ một câu một chút sâu hơn về việc là